Tôi thách thức bạn tạo ra một vạn đơn hàng mỗi ngày mà không sử dụng nền tảng TikTok. Bạn thân mến, nếu bạn muốn bùng nổ công việc kinh doanh của mình, hãy ghi nhớ công thức chuẩn sau. Đó là bạn phải có tư duy đúng đắn, bạn phải có chiến lược bùng nổ và bạn phải có phương tiện xuất sắc. Với hơn 20 năm kinh nghiệm kinh doanh và giảng dạy, tôi đã giúp hàng ngàn người sở hữu đế chế kinh doanh nhiều triệu đô nhờ công thức chuẩn mực này. Và nếu bạn đến gặp tôi tại sự kiện đặc biệt sắp tới, tôi sẽ giúp bạn làm chủ tư duy kinh doanh đúng đắn và sở hữu chiến lược kinh doanh bùng nổ. Thế còn phương tiện xuất sắc thì sao nhỉ? Phương tiện xuất sắc là có em thầy ơi. Xin chào tất cả mọi người, tôi là chuyên gia TikTok đạo diễn Vi Ngọc Lan. Tôi sở hữu trong tay một công thức bán lẻ vạn đơn và một quy trình tạo lập dòng tiền trên nền tảng TikTok. Hiện tại tôi đang có một đội ngũ bán lẻ hàng triệu đô một tháng trên nền tảng này. Và bạn biết không, ngày 18-19 này tại Hà Nội, tôi cùng người thầy tuyệt vời của tôi, thầy Ngọc Anh, sẽ tạo ra một chương trình đào tạo vô cùng tuyệt vời mang tên là TikBiz. TikBiz chính là tư duy kinh doanh đột phá và xây dựng đế chế kinh doanh thành công trên TikTok. Và nếu như bạn đang là một người kinh doanh có mong muốn bùng nổ doanh số, bạn nhìn thấy cơ hội kinh doanh với TikTok cực kỳ ngon nhưng loay hoay mà chưa có kết quả, thì hãy đến đây vì chương trình đó là dành cho bạn. TikBiz 18-19 này tại Hà Nội. Có 102 và duy nhất trong năm này. Hãy click ngay vào đường link bên dưới để nắm bắt lấy cơ hội này bạn nhé. Khóa học chỉ có một lần thôi đấy.